Bắt đầu của chúng ta có vài phút đồng hồ, vài phút đồng hồ thôi để chúng ta điểm cho đồng đội của mình và trang điểm cho người đội trưởng của mình làm sao trở nên xinh đẹp, sexy, quyến rũ, duyên dáng và chắc một câu đó chính là đề đề nhất. Và nếu giành chiến thắng thì ngày mai chương trình Team Building trong buổi chiều buổi sáng ngày mai thì chúng ta sẽ được ưu tiên hơn. Anh này phải chính diện.